cái mừng tỏi với chấm chiếu kết hợp bạn thơm nhá. Dạ sumo, chiếc bụng không đáy. Vàng ươm mà ha. Chua gì nó thơm. Thơm quá. Hấp dẫn cho cả nhà ơi. Giờ mình vô mình bóp muối, mình rửa sạch, mình ướp gia vị rồi mình nấu nhé. Đi thôi. Nấu như vậy là má. Đó, cho mình nấu nó thấm gia vị, ngon không? Ngon má? Ngon. Quá ngon tuyệt vời. Nghe thử thách. Nhìn thấy nghe thèm rồi. Sẽ ăn. Nhìn thấy là thèm rồi. Bún canh giò này má. Ừ. Bà mèo bà đói bụng bà kêu. Một cái này là gần 2 kg mà. Nãy mua 4 cái là một cái 1 kg rưỡi, có cái này 2 kg nè. Giờ bà bữa, dạ. Giờ trước ngon. Giờ trước lấy giờ trước là ngon. Giờ trước giờ sau nó có thành đâu. Ừ. Biết trước nó mới ngon cơ. Món giờ đã ăn giờ trước. Ngon chưa? Ừ. Thui ra vàng ươm. Quá ngon. Tí nó nấu như vậy nó sẽ bung ra mà. Ừ. Ngon. Bây giờ mình sẽ đi ướp gia vị. Cả nhà ngon chưa? Hấp dẫn. Dạ sumo, chiếc bụng không đáy. Không. Ở dưới đây là con có bỏ hành tím rồi đó. Hành tím dưới đó là thôi. Ngon. Mình sẽ cho một chút nước sốt cho thịt này. Đặc biệt bia Camel nha mọi người. Bia này cũng là một trong những dòng bia Camel nha. Bia này là bia Lagerbier Stein. Tiếp
theo là mình sẽ cho một chút xíu dầu điều. Còn đây là cà ri nha. Đây cà ri. Ok, cái này thì mình sẽ nấu trong vòng 2 tiếng đồng hồ nha cả nhà. Đó, bắt đầu nước sôi lên, bắt đầu mình rim rim lửa thôi. Là mình có thể là trong vòng 2 tiếng sau là mình có thể là chín rồi ha. Cả nhà ơi, wow, nóng quá. Đói quá. Wow. Bây giờ thì đã mềm rồi cả nhà ơi. Nghi ngút khói luôn. Giờ mình cho ra dĩa nha. Ui, nóng lắm. Nặng. Nặng, bỏ rất là nặng. Ngon mà. Hết sảy miền Tây cả nhà ơi. Xin chào cả nhà nha. Khi mà mình đi chợ ở Long Khánh á cả nhà, thì mình mua được 4 con giò này, nặng như là 6 kg nha. 6 kg này thì hôm nay mình nấu trong vòng 2 tiếng á nha, 2 tiếng để ra. Đặc biệt hôm nay là Nga có một đây thì mình đang ra để cái bảng này cả nhà. Thì đây là em trai của mình đang bán chấm chéo của Nại Sapa TV với số điện thoại là 0901 696078 nha cả nhà. Nếu mà cả nhà muốn đặt mua chẩm chéo đúng thương hiệu của Nại Sapa TV và chị Tuyên chủ tịch thì có thể là liên hệ số này, hoặc là Facebook là Vương Anh Đức nha, để mà có thể là mua tức đại hàng chính hãng nè. Và 3 hũ chẩm chéo thì sẽ được free ship trên toàn quốc. Và đặc biệt nếu mà hũ chẩm chéo này của mình có vấn đề gì hay là bị thế nào thì có thể là bao đổi trả luôn, riêng em Đức mình sẽ bao đổi trả cho cả nhà nha. Đặc biệt là mình đâu thiếu được bia Camel. Và dòng bia Camel thì vẫn có là nước uống nha, như là nước ngọt nè, nước suối nè, hay là nước nước ngọt thì có nhiều dòng lắm, như là dưa lưới, nước xoài, nước cam, nước táo. Rồi bây giờ thì ở tiệm đây thì Nga sẽ có một chén nước tương xì dầu. Nước tương xì dầu như thế này. Đấy. Có tỏi, rất là ngon. Nước mía đó. Pha chết chấm chéo đây. Chấm chéo hôm nay thì không pha gì hết, chỉ có là mình sẽ chấm thôi, mình sốt lên mình chấm mình ăn coi thử có ngon hay không. Từ từ mình pha nhiều rồi, bữa nay mình thử mình tạo hương vị mới, nguyên liệu mới như thế nào.
đây là nước là hầm thịt thịt này ra nè. Hết sợi miền Tây. Kết hợp nha. Hợp lý chưa? Hơi bị vất vả ngày hôm nay. Nhưng mà không sao. Mời đại gia đình cùng thưởng thức món giò heo tẩm bia của Nha Sumo. Ôi, mời cả nhà nha. Nóng lắm đại gia đình ơi, cái giò nè. Ôi, con giò nóng lắm. Ôi, mình có cái thùng rác ở đây nè. Mời đại gia đình nha. Ồ, mình có giò Thái Lan nè. Bữa nay ăn theo đúng kia là thưởng thức nha, không vội vàng. Ôi, nó thơm, nó thấm lắm cả nhà ơi. Cái phần thịt đùi trong rất là chắc. Này. Đúng không? Để tự cho như vậy luôn. Chấm ăn cho nó đã. Sao, được không? Bị xả ra kêu đây hết kêu rồi đó. Cực kỳ nóng. Bây giờ mình làm chút thiếu gì. Cái phần tỏi với chấm xíu kết hợp lại thôi nha. Số điện thoại nha cả nhà. Oh.
đầu tiên. Nước ngọt vừa lưới nha. Đây, cái thứ hai. Này khá là cay, vừa tỏi vừa rất là nhiều chấm chéo nữa. Wow. Oh. Không còn gì để nói hơn, bây giờ đặt rồi mình cho miếng nước. Ôi. Wow. Ui. Lộn miếng da luôn nha. Nóng quá. Lấy da mình cắt. Ui rớt cái xương luôn. Mềm cái đó luôn.
Cái phần bắp đùi này rất là chắc thịt. Còn sót một cục mỡ. Kẹp tỏi lên ngon lắm rồi nha. Ngon. Cười thêm lâu nữa nha. Ngon lắm. Cái này thì xong mỡ này. Ở luôn. Uống nước ngọt cũng ổn. Sợi miệng tay à. Mình muốn ở lên nhưng mà ở lên sợ khán giả là kìm lại. Tại nó có gà.
Wow. Lau cái tay đó. Quá sức là tuyệt vời, phải nói là quá sức là tuyệt vời. À, một cái gọi là một cái bữa ăn mà muốn ngon á là mình phải bỏ một cái tâm huyết vào, một cái gọi là cái tâm hơi vào trong đó cả nhà. Nga thì Nga biết là Nga nấu ăn không ngon, đúng thiệt, không có giỏi đâu, cũng chẳng qua trường lớp nào hết. Mình chỉ nấu theo cái kiểu mình đam mê, nấu theo kiểu mình thích, miễn sao mình thấy ăn ngon miệng là được. Đó, thì cũng như là mọi người cứ nói là không biết là con Nga có biết nấu ăn không hay là Nga chỉ biết ăn thì thôi, thì Nga cũng xin phép là Nga cũng biết nấu, nói chung là đơn giản, nói chung là cơm gia đình nấu được ngon ngon. Còn mà mấy cái mà nó quá phức tạp á thì Nga không biết nấu thôi. Nga cũng rất là hy vọng là có dịp nào đó sẽ nấu cho khán giả của mình, những người luôn luôn yêu thương Nga nè, quý mến Nga trong thời gian qua. Còn nếu cả nhà muốn mua chậm chế thì có thể gọi số điện thoại là 0901 696078 nha, 0901 696078, thì liên hệ với Facebook là Vương Anh Đức nha, làm cha của Nga. Rồi sắp tới thì mình sẽ có một cái hành trình, hành trình đó thì mong là đại gia đình sẽ luôn ủng hộ Nga nha. Nga cảm ơn đại gia đình rất là nhiều. Còn nếu mà bạn nào có dịp nào mà gặp Nga mà muốn Nga nấu những cái món này thì cứ việc nha. Nga ở ngoài dễ lắm, dễ tính lắm cả nhà. Nga cứ nói Nga ơi, anh chị muốn ăn cái món này em có nấu được không? Ok, Nga nấu cho cả nhà ăn nha. Nếu mà gặp Nga thì mình cùng giao lưu với nhau. Đấy, thì thôi, Nga cảm ơn đại gia đình của mình rất là nhiều. Cũng như câu Nga xuống môi nói, không phải là thức ăn không ngon mà là các bạn chưa tìm được món mình thích, đúng không? Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Love you. Cảm ơn đại gia đình đã yêu quý kênh Nga Sumo nha. Nếu mà được thì xin cả nhà hãy cho Nga một cái like, một cái đăng ký, một cái chia sẻ nha. Yêu thương cả nhà nhiều lắm. Love you.